Hello anh em, hello mọi người. Trước mặt chúng ta đây đang là một chiếc Kalon R nhá. Một cái combo đó là chiếc R với lại một em Vichok đời 2 nhá. Con này là con đời thứ 2. Còn cái này nó có một cái vòng zin ở đây nữa, mình cũng chả hiểu để làm gì. Tí nữa mình sẽ thử xem là nó có tác dụng như nào. Và mình đang gắn trên máy là một chiếc len 2470. Đây là một chiếc len nó có khẩu là F4 và cái chiếc len này có chống rung nhá mọi người. Thì chiếc len này thì mình dùng để chụp đa dụng, dịch vụ cũng như là chụp chân dung, hoặc là có thể là thỉnh thoảng mình chụp kiểu tiệc cưới thứ. Nói chung là cái này nó xóa phông không được nhiều lắm, nhưng mà mình thấy cũng giá nó cũng khá là ổn, trong cái tầm giá khoảng 11 cho đến 12 triệu, nên cũ nhưng mà còn rất là mới anh em nhé. Anh em có thể nhìn qua hình thức của nó đây cho anh em coi này, hình thức này rất là mới luôn, còn nguyên cả những cái vết sần luôn nhá. Nếu mà những cái len đã dùng rồi mà kiểu mà đã bị vệ sinh lại thì nó sẽ không còn những cái vết sần kiểu này. Còn phía mặt trước thì chắc chắn là nó có dính bụi rồi, nhưng cái này nó không có cái chữ giống như cái len 24105. Cái 24105 thì cái chữ nó ở trong này, còn phần trên này không có. Và chiếc len này nó có một cái điều đặc biệt nhất, đó là nó có thể chụp được macro. Thì khi mà anh em vặn được 70 kịch này thì không vặn được nữa, nhưng mà khi mà anh em kéo macro vào đây thì anh em có thể vặn được macro, và nó có cho cái khoảng cách chụp rất là gần. Có nghĩa là khi mà chúng ta chụp ấy, đây mình sẽ ví dụ cho anh em coi nhé. Đây, mình sẽ bật máy. Thì ở đây mình chụp. Đó, anh em thấy không? Nó cho cái khoảng cách nét rất là gần luôn, siêu gần luôn này. Đó. Chúng ta có thể chụp được số 7 rất là to. Đây. Lại nha. Đây. Hoặc là anh em có thể kéo về đây. Để chúng ta lấy xa hơn một chút xíu. Đây là một cái điều tuyệt vời nhất ở trên chiếc 2470 này. Đây anh em có thể xem ảnh này. Anh em xem ảnh này. Đấy. Thì mọi người zoom lên nhá. Đó. Nét kinh khủng luôn ạ. Đây, chữ C này anh em có thể thấy không? Rất là to, rất là đã luôn ạ. Đó. Ok, hôm nay thì mình sẽ trên tay nhanh cho anh em một chiếc Kalon R, một chiếc R rất rất mới của một bạn ở Lạng Sơn. Thì mình sẽ hướng dẫn anh em sơ sơ qua vài cái bước và cái thao tác sử dụng chiếc máy ảnh này nhá. Thì chiếc len thì hôm sau mình sẽ hướng dẫn mọi người sau, nhưng mà hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng chiếc Kalon R nhá. Rất mới nhá mọi người, chiếc máy này chụp hình như ở đâu đó vài trăm shot thôi, anh em có thể thấy là siêu mới luôn ạ. Đây đây, cái hình thức tổng quan thì cái dòng R nó sẽ thay thế cho những cái dòng 5D hiện tại bây giờ đang chiếm lĩnh thị trường rất là kinh khủng ấy. Nhưng mà dòng giờ thì có khả năng là nó sẽ không được bền cho lắm anh em ạ. Mình thấy nó độ trâu bò nó không được bằng cái dòng 5D, những cái dòng 5D series hồi trước thì nó rất là bền rồi. Ok, thì cái việc đầu tiên đó là anh em phải làm quen cái việc đầu tiên con máy này ấy. Thì anh em làm quen đầu tiên đó là chúng ta sẽ phải làm quen với những cái phím ISO, bởi vì phần trên này nó đều không có phím ISO nhá. Phím ISO nó chuyển thành phím MFN. Thì ở trên màn hình anh em ấn vào cái phím MFN này để chúng ta chuyển đổi ISO nhá. Thì anh em ấn vào đây, sau đó thì anh em có thể dùng cái phần bánh xe tốc độ, anh em có thể di chuyển để chúng ta sẽ chỉnh được cái ISO này. Nếu mà anh em muốn chỉnh các cái chế độ khác thì anh em phải ấn vào cái vòng xoay khẩu độ này, thì anh em chuyển sang đây, nó có cái chế độ chụp mà chụp tĩnh này, cái này chụp một tấm này, còn anh em kéo sang bên này thì có thể chụp được tốc độ cao liên tục này. Anh em thì ví dụ cho anh em coi nhá. Đây mình sẽ chụp con này máy này đi. Đây là mình chụp một cái. Không thấy nét luôn. Mình thấy cái ngàm đời 2 này nó nét nó cứ ngu kiểu gì ấy. Đó, ok, một cái nhá. Thì anh em có thể di chuyển sang cái chế độ thứ hai, lấy nét liên tục, chụp liên tục này. Đó, thì nó chụp cho tốc độ chụp rất là nhanh. Nói chung là cái này thì anh em chỉ cần rảnh anh em tìm hiểu vài hôm là sẽ xong. Còn cái phần thứ ba là phần on shot với phần servo, thì cái này nó lấy nét một lần mà lấy nét theo chuyển động, thì các anh em mà chụp chạy nhảy thì anh em chuyển sang cái servo này cho mình. Còn nếu mà anh em muốn chụp tiểu chụp tích thì anh em chụp mà on shot cho mình nhá. Rồi sau đó là tiếp đến là cân bằng trắng này, cân bằng trắng thì AVKB thì cái này là để tự động. Còn nếu mà anh em muốn chuyển đổi các ánh sáng thì anh em cứ thử đi. Nếu mà anh em cảm thấy chế độ ánh sáng ở trong phòng hay ngoài trời thì anh em cảm thấy ánh sáng nó hợp với mình thì anh em có thể chỉnh. Cái này thì mình để auto luôn nha các bạn. Rồi tiếp đến đó là cộng trừ EV. Thì anh em muốn nó sáng anh em cộng lên, và anh em muốn tối thì anh em trừ đi thôi. Nói chung là cái này thì nó cũng không có quá là khó.
Thì cái này mình thường mặc định mình sẽ để là không. Rồi, ok. Và tiếp đến nữa thì mình sẽ cài đặt sâu thêm vào trong cái phần AF nha các bạn. AF thì ở trên máy á, chúng ta không cần phải vào menu. Anh em có thể tinh chỉnh nhanh ở đây, hoặc anh em bấm nó vào chữ set ở trên phím bên này. Thì ở trên cái màn hình này nó có tất cả những cái mà chúng ta muốn, và nó sẽ hiện rõ ra đây. Ở trên cái máy này thì nó rất tiếc là nó chỉ là máy của nội địa thôi anh em ạ. Đây cái phần năng quick này, nó chỉ có tiếng Anh với tiếng Nhật thôi, chứ không có tiếng Việt như máy của mình. Máy của mình là chiếc RP thì nó có tiếng Việt. Thì cái này thì mình sẽ ưu ái cho bạn nào dùng máy mà không có tiếng Việt đấy, thì các bạn dùng tiếng Anh thôi. Thì bây giờ nhá, anh em ấn vào cái chữ set ra cho mình này. Xong đó thì mọi người chọn cho mình cái đầu tiên là cái AF ấy. Thì anh em quan tâm đến đó là AF nó như thế nào. Thì cái phần AF nó có một nguyên một cái giải ở dưới này nhá. Nguyên một cái giải ở dưới này. Đây, thì có giải đây. Cái này là nét theo mặt này. Và cái này thì nét vào khuôn, cái bên này nét vào mắt này. Và khuôn mặt nhá. Cái này anh em có thể enable hoặc là disable đi. Cái này thì nét vào cái mắt của người ấy. Cái này máy này nó chỉ lấy nét được ở phần mắt của người thôi nhá, chưa lấy nét được vào động vật. Và cái phần AF này thì nó chỉ có một điểm này, cái này là 5 điểm này, cái này là 9 điểm này, cái này là cái điểm ở giữa này, cái này điểm dọc, cái này điểm ngang. Thì tùy tâm vào mọi người thôi. Mình thì đa số là mình chụp cái phần checking này nhiều hơn, cho nên là mình sẽ chụp checking này nhá. Thì khuyên mọi người nên chụp checking, hoặc anh em có thể chụp một điểm nếu anh em muốn chụp chính xác nhất. Ví dụ như ở đây mình chụp một điểm ở đây thì mình chạm lên một điểm thôi. Còn nếu mà mình muốn chụp kiểu dạng AF vùng ấy thì anh em ấn vào cái phần vùng này, zone này. Đấy, vùng dọc này. Cái này là vùng trung tâm này, cái này vùng dọc, cái này vùng ngang nhá. Rất là hay và rất là tiện. Thì để mà anh em mà truy cập nhanh được như vậy thì anh em ấn vào đây cho mình một lần này. Ấn vào đây một lần này. Đấy nhá, có cái phím ba cái chấm này, xong rồi anh em ấn vào phím FN ở trên này. Thì chúng ta sẽ chọn ra được rất nhiều các chế độ như ở trên màn hình này của mình nhá. Thì đây là các cái chế độ. Còn bình thường thì anh em hỏi mình chụp chế độ nào thì ở trên cái đỉnh cái máy ấy, nó có cái vòng tròn cái hình cái chữ mod ở đây. Thì anh em chọn cái mod và anh em xoay. Nó có M này, AV này, TVP này, FVA cộng này, C3 này, C2, C1, BV. Và mình chỉ dùng một chế độ duy nhất, đó là mình dùng chế độ M nha anh em. Đó, thì nó cũng rất đơn giản thôi. Nó chỉ có một cái vòng xoay khẩu độ với một vòng xoay tốc độ ở đây. Anh em muốn chụp xóa phông được nhiều thì anh em khép khẩu vào cho mình. Anh em mở khẩu cho mình, mở hết cỡ luôn. Còn nếu mà anh em muốn chụp kiểu phong cảnh thì anh em khép cho mình. Cái này có khẩu 22. Khép khẩu vào thì mặt nó tối thui luôn. Và một cái điểm chú ý nữa đó là khi mà chúng ta muốn chuyển. Ở đây nha, mình sẽ dẫn thêm anh em cái phần chất lượng hình ảnh này. Chất lượng hình ảnh này. Thực ra chất lượng hình ảnh thì mọi người, bây giờ mình là đa số là anh em toàn chụp RAW thôi. Mình để RAW với S2 nhá. S1. Tối không? Như gì đúng không? Thì cái này bật nó lên nhá. Cái này bật nó lên là khi ngoài trời. Trong phòng phải tắt nó đi nhá. Đấy, có nó chỉ có hai cái lưu ý thôi. Cái phần này, cái phần exposure modulation này thì trong phòng tắt, trong phòng disable, ở ngoài trời thì enable nhá. Bởi vì là cái enable này thì sẽ giúp cho chúng ta nhìn thấy ánh sáng ở của cái khẩu độ của cái máy ảnh này. Nó đang sáng hay đang tối, ông hiểu không? Đang sáng hay đang tối, đây như này nó tối đúng không? Bây giờ mình mở hết khẩu ra thì nó sáng. Không mà nó tối. Thì ở ngoài trời nhá. Thì enable lên nhá. Còn trong phòng này disable đi. Cái này có một số anh em chưa biết, anh em hỏi khá là nhiều thì nó chỉ đơn giản vậy thôi. Còn lại thì tất cả mọi thứ thì cứ để mặc định thôi. Còn set màu thì chọn sang tab số 4. K thì tôi sẽ để là khoảng 5200 thôi, nếu mà chụp ngoài trời nắng bình thường, ngày bình thường. Còn nếu mà picture style thì ở đây mình sẽ chia sẻ luôn cho anh em cái picture style mình rất hay sử dụng ở trên cái lens 2470 này. Thì đầu tiên đó là mình sẽ dùng cái portrait anh em ạ. Do đó thì anh em vào info và anh em kéo cái độ nét này cho mình. Kéo độ nét này cho mình. Đây. Đó, sau đó thì anh em chọn contrast thì anh em trừ đi cho mình cái phần contrast là -1. Ở saturation thì tùy, cái này có anh em thích đậm, có anh em thích nhạt thì mình sẽ để -2 thôi. Và cái nhiệt màu thì mình để 5200. Và cái phần tông màu thì ở đây nhá, cái phần color tone này thì mình để +1 vạch lên cho nó màu hồng cam cam một chút xíu nhá. Rồi, ok. Đây. Thông số đây, cho anh em nhìn kỹ nhá. Đây, anh em bấm vào info cho mình. Cái strength này không, cái này ở dưới cái phần độ mịn với cái ngưỡng này thì mình để mặc định luôn. Còn contrast thì mình trừ đi khá là nhiều, bởi vì là cái máy này cũng chiết vùng đen khá là nhiều, nó giống như là dòng 6D2 nhá. Ok, như vậy là tạm thời như thế đã ổn nhá. Còn cái phần mà sheet white balance này thì anh em có thể tùy điều kiện thời tiết, sáng hay là tối thì anh em dạp trắng dạp hồng thì anh em điều khiển. Nếu mà đối với cột xanh thì mình cộng đỏ vào, đối với cột đỏ cộng xanh vào.
nhá, là đỏ thì cộng đây này, đạp xanh thì cộng đỏ này nhá, đỏ hồng thì cái này tùy tâm, còn không thì anh em cứ để ở giữa cho mình cho chắc ăn nhá. Rồi ok, như vậy là mình vừa mới hướng dẫn anh em sử dụng sơ sơ cái máy giờ này thôi. Cái này nó rất là dễ sử dụng thôi anh em ạ. Ở phần trên này thì nó có thêm cái phím jack nó để chúng ta quay phim và phím lock ở đây, và cái chỗ này để nó rọi sáng chiếu sáng chiếu sáng cái phần đồng hồ này. Thì cái này nó anh em giữ như 3 giây hay 2 giây nó sáng, còn anh em ấn nhẹ là nó chuyển đổi sang các chế độ khác. Ví dụ như anh em bấm đây nó chuyển sang này, có một số chế độ trên cái màn OLED trên này, thì anh em có thể nhìn được thấy được tất cả những cái thông số mình cài đặt nhá. Rồi ok, thì cái này anh em phải tắt nhá, không tắt là nó không tắt đâu. Nhưng mà được cái là cái màn đơn sắc này nó cũng không có tốn quá nhiều pin, mà thiết kế máy cũng rất là đẹp. Rồi ok, anh em nào mà chưa sub kênh của mình thì cho mình xin một sub nhá, và anh em đi qua thì cho mình xin một like một share, và đừng quên tham gia group học cái bảng online nhá. Xin chào mọi người, hẹn anh em trong các cái clip lần sau.